Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Wa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của các bộ tộc du mục của phương Đông của vùng Kapkas. Đây là đế quốc Hung Nô và tập trước thì các bạn cũng biết rồi là mình đã giới thiệu cho các bạn những cái hoặc là một cái chia sẻ với các bạn cái cách để các bạn một cái cách của mình khi phát triển một cái bộ tộc du mục, một cái faction mà chơi theo phong cách du mục thì các bạn nên phát triển cái gì trước. Và mình cũng đã nói qua rồi đúng không ạ? Đầu tiên mình phát triển vào cái nhánh gọi là tăng cái tốc độ tăng trưởng. Cái thứ hai là tăng vào tốc độ nghiên cứu khoa học để nó tăng nhanh các cái công trình, sau này chúng ta có thể nghiên cứu các cái công trình nhanh hơn. Khác với các bộ tộc và các cái quốc gia có lãnh thổ thì các bạn có thể xây nhiều công trình để làm cái việc đó, nhưng mà vì chúng ta không bị giới hạn đâu, nhưng mà chúng ta cũng không thể phát triển quá nhiều các quân đoàn được vì không có tiền. Và tập trước thì mình đã quyết định chiến tranh với thằng này và bắt chiến với một thằng của nó đây rồi. Còn nó chỉ còn một cái thành này thôi, cộng với mấy cái thằng này. Mình sẽ vây cho nó đến chết luôn. Có thể mình sẽ phải bổ sung thêm ít quân để đi đánh nhau bọn kia, nhưng mà chưa phải lúc này. Rồi qua lượt đã. Nói chung mình cũng hơi ngán mấy cái thằng Slaver đấy. Đây này. Nói chung thì mấy cái thằng Slaver nó, bộ binh cận chiến của nó thì mình thực sự mình cũng không ngại lắm. Nhưng mà mấy cái thằng cung tên của nó thì thực sự là sợ, Hung Nô rất sợ bọn cung tên của bọn Slaver. Bởi vì là nó chỉ cần bắn trúng đội kỵ binh của bạn có một lượt thôi thì nó sẽ khiến đội kỵ binh của bạn sẽ mất máu liên tục và sẽ mất quân liên tục do bị trúng độc. Đó là một điều không vui vẻ gì đâu. Nếu các bạn mà đánh trực diện với chúng nó là các bạn thua đấy. Nó chỉ cần bắn tên và trúng các bạn một lượt thôi, không cần bắn nhiều đâu. Rồi, để mình xem tình hình nó thế nào đã. Vấn đề của nhà nước lại có chuyện gì đấy. Điểm xấu trên bầu trời. Một pháp sư tới trước ngài quả quyết thấy những cánh bầu trời tối sầm khi ngài đến. Hắn nói ngài sẽ mang đến sự diệt vong. Làm hắn im lặng thôi, giết nó thì cũng hơi quá đáng. Thằng thích nói, cái tội nói linh tinh thì cho nó im luôn. Mình nghĩ là mình sẽ cho quân đoàn này hành quân ra đây đã. Cắm trại tiếp. Có thể nâng cấp tiếp cái công trình này lên rồi đó, mắc luôn. Rồi, tăng trưởng cộng 10, lương thực cộng 50. Tuyệt. Cái này thì nó cũng tăng trưởng đấy, nhưng mà nó lại trừ tiền thuế xuất này cho tất cả các du mục, tổng trừ lương thực để trừ cả đoàn kết. Quá nhiều thứ để chúng ta bị trừ, nên là có lẽ từ từ chúng ta sẽ chưa nâng cấp những cái đấy vội. Nâng cấp những cái gì mà nó không bị trừ gì này. Đấy. Rồi, tạm thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua lượt. Từ xem đảo qua tình hình ngoại giao có vấn đề gì không nhỉ? Ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã sử dụng cái chính sách là mình sẽ kết thân với tất cả các cái nước Slaver, các nước du mục, các bộ tộc du mục đây. Và bây giờ thì mình đã khá là thân thiết rồi, đều là đồng minh hết cả. Ostrogoth thì lúc đầu là kẻ thù của mình, nhưng bây giờ cũng đã là... nói chung thì nó không chiến tranh với mình nữa rồi. Đây, chúng ta có mối quan hệ khá tốt với tất cả các bộ tộc du mục. Nói chung là như vậy là ổn. Các bạn cứ từ từ, bây giờ thì chúng ta cứ từ từ phát triển thôi. Không có vấn đề gì chúng ta phải lo lắng cả. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ qua lượt. Về mặt chính trị thì mình đã là kết tình thông gia với một số các cái gia tộc du mục khác để tăng cái điểm ngoại giao. Và bây giờ thì nói chung là khá ổn. Lên chính trị chúng ta khá ổn, ngoại giao ổn. Kinh tế thì nói chung bộ tộc du mục thì sống bằng nghề ăn cướp, nên là cái nền kinh tế của nó các bạn không thể nhìn vào con số hơn 1000 kia để đánh giá là kinh tế của chúng ta cao hay thấp được. Nó chỉ là một con số rất là hữu hình mà mang tính chất tương đối thôi. Sau này khi các bạn mạnh, các bạn sẽ có thể còn thậm chí âm tiền mỗi lượt, nhưng mà cái chính là các bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ở mỗi lượt và bạn chi mất bao nhiêu đấy.
cái kiểm soát nền kinh tế này không quan trọng, chúng ta nhìn con số nó hiển thị trên màn hình mà là cái con số chúng ta kiếm được và chi tiêu mỗi lượt nó có tương xứng không. À, mấy anh Slaver, mấy anh Slaver, à đâu. Cái gì đây? Nhiệm vụ được ban hành: cướp bóc một khu định cư hoặc tuyến đường giao thương thuộc về phe phái Nabian. Nó phe nào? Đùa nhau à? Mẹ. Vãi trưởng. Mình thì tít ở phận tận chỗ này, nó bắt mình xuống tận cùng châu Phi để cướp bóc nhiệm vụ vào mắt à? Không biết thằng nào nó nghĩ ra ý tưởng mà tuyệt vời thế nhỉ? Thằng nào mà làm trong ban hội đồng mà nó nghĩ ra ý tưởng này thì chắc là thằng đấy nó sắp lên thành lãnh tụ ở nơi đấy. À, thằng Slaver này. Mình có lẽ cũng không cần nhiều quân đoàn đây cho thật. Chỉ cần hai quân đoàn là chắc ăn được rồi. Chắc cờ thì cứ cho ra đây đã. Đằng nào mình đang phải xây dựng nhà cửa 4 lượt cơ mà, nhiều lắm. Thanh niên này thì chưa có tiền. Thanh niên này thì cũng vậy. Vấn đề là tiền. Đứng đây đã. Bảo vệ thành chư hầu. Mà đứng ra đây phát là không bị, vẫn bị trừ lương thực á. À ừ, mình cứ bóc trên đất của chư hầu mà. Ôi, thằng này chắc không đánh được thằng đệ của mình đâu. Không biết đâu nó lại lôi cả thằng kia xuống nhỉ. À, chạy ngay. Ôi, thằng ngu đòn đánh nhau với đồng minh của mình. À đó, cũng là một thành chư hầu khác của mình. Rất ngu đòn. À, thằng Ante đấy nó còn mỗi cái quân đoàn đấy thôi nhỉ. Nếu mình tiêu diệt được nó là nó dạng. Đế quốc Tây La Mã. À, xong một thanh niên rồi. Kêu gọi vũ trang chống lại cái thằng ở đây à? À rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta thiết lập được một mối quan hệ đồng minh và cũng như chư hầu rất là tuyệt vời luôn. Xung quanh chúng ta rất nhiều đồng minh. Rồi, phe phái Ante đã bị hủy diệt. Tập quân đội. Điểm xấu trên bầu trời. Hắn bị ngài ám ảnh giống như nỗi đau về sự diệt vong và tiếp tục nói với người dân về viễn cảnh mà hắn thấy bằng cách vẽ chúng lên những bức tường của mỗi khu định cư mà hắn đi qua. Người đây dân đang trở lên bồn chồn. Mẹ, cái thằng này cắt lưỡi nó rồi mà nó vẫn láo à? Thế lần sau ông cho mày về đây thiên cổ luôn. À, ở đây có một doanh trại 13 quân. Để xem ăn được nó nhá. Mình có 10, nó có 13. Thực ra quân của nó mình không sợ, nhưng nó lại cắm trại. Cắm trại thì mình không đánh được. Cắm trại thì nó có cái tháp canh nó bắn ra rất gớm. Nếu mình không có xe bắn đá mình rất khó ăn được nó. Tuyển mấy thằng vác rìu của thằng đồng chư hầu nhỉ. Lần sau thằng này chết quân, chết luôn. Thằng đồng minh này của mình chắc chắn nó sẽ đuổi. Sẽ đuổi nó đánh thằng này. Để xem tình hình nào chứ nhỉ. Thằng đệ của mình đã gây chiến với cái thằng gì ở dưới này nữa. Mình còn chưa giải quyết xong được vấn đề gì mà chúng nó cứ đi gây loạn thế này thì cũng mệt ghê nhỉ. Và thằng Alan ở dưới này nữa.
Nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt 40 phe phái mà hoặc là bắt chúng nó làm chư hầu. Thì hiện tại xem nào. Ái chà, thằng này cũng gớm nhỉ, bị mấy thằng đồng minh của mình join your mighty strength with ours in this struggle. Lại đánh nhau mấy thằng phương đông à? Ờ, mấy thằng phương đông lại sinh con ngoài giá thú. Thằng này có vợ rồi sao sinh con ngoài giá thú, khấu trừ thuế. Thuyết phục họ thôi, thực ra mình cũng không thích không dùng cái giải pháp mạnh tay lắm. Thằng này rõ ràng có vợ mà vẫn sinh con ngoài giá thú. Ờ, chịu chết. Mà có đặc điểm khá là giống nhau, đó là những cái đứa con sinh ngoài giá thú thường nó có các cái chỉ số rất là xấu. Ừ, các bạn ạ. Và nói chung thì mình không lên khuyến khích, không muốn cái do cái vận sinh con ngoài giá thú lắm đâu. Nhưng mà chúng ta cũng nhiều khi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nó cứ cặp chạy thế này thì mình hơi khó ăn nó nhỉ. Viện binh của chư hầu thì chúng ta không tiện làm gì. Chà, cũng chưa đủ tiền xây này à? Mày chết nửa quân rồi. Quân trong thành của nó. Quân đồn chú bị thương rồi. Kill kill kill. Khá nhiều kỵ binh. Để lượt sau đánh cho chắc. Ready for action. Để lượt sau đánh cho chắc. Mình giải quyết lốt cái khu vực trên này, sau đó mình sẽ đánh tất cả những thằng nào đang tuyên chiến với chư hầu của mình. Cần có một cái sự an toàn cho mấy thằng chư hầu của mình ạ. Các bạn có thể thấy là mặc dù mình đang sử dụng các cái đội lính đời đầu của Hung Nô, nhưng mà mình vẫn có thể bằng cái chính sách ngoại giao phù hợp, mình vẫn có thể sống sót được trong một cái thế giới phức tạp như vậy, đúng không? Hoàn toàn có thể tồn tại được. Tham chiến chống lại Ante. Anh cần thêm tiền. 1.000 không được thì 500. Rồi. Bọn đồng minh nó cứ lôi mình vào các cuộc chiến liên tục. Ồ. Oh. Cái thông báo này nếu mình không nhầm thì Attila đã được sinh ra. Ban đầu Hung Nô nó chỉ là một cái bộ tộc bình thường thôi mà. The world had fallen into shadow. Nhưng ban đầu các bạn cũng không nên vội vàng. The earth grew cold and the wind whispered of death. And I beheld a black horse. And he that sat on him had a pair of scales in his hand. Attila was born. Attila was born. All knelt before him. For they knew he would devour the earth and set on fire the foundations of the mountains. Attila was born from darkness and despair. Vâng, và cái ngọn roi của Chúa Trời đã được sinh ra. Vâng. Nhưng mà tất nhiên bây giờ thì Attila chưa là gì. Bây giờ người kế vị được đề cử. Attila. Chưa một chuẩn bị cho chiến tranh hoàn thành. Sống Attila được sinh ra từ bóng tối và tuyệt vọng. Sống sót đến năm 420. Ok. Ảnh hưởng cho Charon cộng 5. Dung nàng đồng ý hòa bình. Từ giờ sẽ thanh toán các khoản thuế đầy đủ. À ừ, ok.
đây rồi. Attila đã được chọn làm người thừa kế. Cũng ổn nhỉ, mọi thứ ổn rồi. Đám con cháu này thì lấy vợ lấy chồng xong cũng có làm gì đâu, một đống mình cũng không dùng đến đâu mà. Sau này chủ yếu mình sẽ sử dụng các cái tướng mạnh thôi. Nó đang định mua quân à? Spam nó trước khi kịp mua quân. Rồi, tỷ lệ thắng của chúng ta là rất thấp, nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được. À, mình chưa đánh đêm trận nào đúng không? Chưa cho hung nô đánh đêm trận nào thì thôi được rồi, đánh đêm một trận cho anh xem đánh một trận đánh đêm. Nó khá nhiều các cái đơn vị à, mình sti đấy. Nên là chúng ta cũng hơi khó, nhưng mà mình cứ tiêu diệt cái đám quẩy đá cung tên ngay trước kìa. Đánh speed thì cứ từ từ giết thằng tướng nó đã. Trời mưa thì không được rồi. Hốt thoáng. Tỷ lệ thắng của nó cao hơn chúng ta rất nhiều mà. Không sao cả. Có cơ sở để nó tính toán như vậy đấy, chứ không phải là nó đang lên thế một cách công nhiên thôi anh em. Don't stand a chance. The enemy outnumbers us. Lùa nó, nhanh, chạy ra đây. Chạy ra đây, vòng ra đây. Để cho nó quẩn á. Rút ra. Rồi, lại rút ra. Đừng để nó quẩn. Quẩy nó nào, quẩy nó luôn, nhanh. Cho nó biết sức mạnh của hung nô nào. Rồi, cứ bình tĩnh. Dụ mấy thằng khỉ này ra đã. Rồi, mấy thằng cung tên của chúng nó chạy vào đây rồi. Mày chết. Mày chết. Rồi, lại rút ra. Hình như nó đang đuổi. Rồi, rút tiếp. Chạy ra. Để lên đây cho anh. Quẩy nó nào, quẩy nào anh em. Rồi, quẩy nào. Quẩy nào. Ra đây. Vã kỵ nó cũng có thể cận chiến mà. Tất nhiên là nó không mạnh được như là kỵ binh cận chiến thực sự thôi. Ok, thằng này mình quên mất không điều khiển này. Lỗi quá. Tôi mất không điều khiển một thanh niên. Chạy ra đây, xạ kỵ. Rồi, đội này nữa. Sốc thằng diều cho anh. Ok kìa. Để mấy thằng chiến của nó tiến sát tướng mình thế. Rồi, cứ để đấy. Rồi, rút ra. Nó còn mấy thằng cung tên cùi thôi. Sốc luôn. Chạy ra đây, sốc. Cho nó biết chiến thuật linh hoạt của Nô.
Hung nô, thực sự nếu mà các bạn chơi hung nô ấy, các bạn cần phải có đôi tay cực nhanh. Nhưng mình thì không có được cái điều đó. Nhưng mà điều đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, bởi vì là quan trọng là cái cách các bạn giảm trận như thế nào thôi. Mình có cách chơi của mình mà. Tay mình không nhanh được bằng các bạn thì các bạn trẻ. Điều đó là rất tuyệt vời. Mà mình thì không có được đôi tay nhanh như các bạn, mình lại có cái phải tính toán nhanh thôi. Không có cách nào khác cả. Chúng ta muốn thắng thì chúng ta phải như vậy, hoặc là bạn sẽ có đôi tay nhanh, hoặc các bạn sẽ phải tính toán thật nhanh để đưa ra cái phương án tấn công nó hiệu quả nhất. Vâng, cavalry ready. Xong một thằng nữa. Đội kỵ binh cận chiến này tuyệt vời luôn. Lua, đừng có để nó áp sát. Chết đấy. Mày lùa anh. Chạy ra đây. Mấy thằng speed chán đời này. Chết à. Ừ nhá. Quẩy nó cho chạy. Rồi. Xạ kỵ của mình cũng gần hết tên rồi. Nhưng mà nó cũng hết ăn. Thằng tướng nó khôn phái trưởng, nó cứ chạy quần quần nhưng mình không diệt được nó. Rồi mấy ông kỵ binh này xạ kỵ này lùi ra. Đồ quần lắm. Thằng này trước. Hướng này nó không giữ. Mày chết. Rồi bị sốc từ hai phía. Không mất tinh thần mới lạ. Xong rồi. Chuẩn bị. Rồi tiếp tục. Từ đội này chạy ra đây. Nào đến đây. Rồi mấy con xạ kỵ này nó cứ quẩn quẩn vậy. Mày á. Làm gì cứ tách. Mấy thằng này cứ tách đàn ra là chết rồi. Mấy con xạ kỵ nó ở đây để mơi cho nó. Rồi. Mày chết. Mày chết. Xong tiếp một thằng nữa. Rồi. Tinh thần của chúng nó vẫn đang lên à? À tướng nó đứng gần. Mày chết. Đùa không nô. Đùa không nô. Đừng đùa với vó ngựa của Thảo Nguyên. Rồi chúng ta tập. Nhưng mà chúng ta tập trung quân như này là mình hơi khó sốc đấy. Khó sốc đấy. Chúng ta ra phương án nào nhỉ? Chúng ta tập trung quân đông quá. Ừ, mình phải nghĩ. Chắc phải cho mấy thằng này nó ra đây nhiều đòn. Đây rồi, một thằng đã tách đàn. Các bạn yên tâm thì đứng sti thôi, đi chăng nữa gặp phải xạ kỵ à, gặp phải hung nô thì nó cũng sốc thẳng mặt luôn, chẳng phải sợ gì cả. Các bạn cứ sốc thẳng mặt cho mình, kể cả lính sti của bất kể quân gì. Tiến vào đây đấy để nhử chúng nó đã, cứ sốc vào thẳng mặt nó cho mình, không sợ đâu. Rồi thêm một thằng nữa dẹo. Đừng để cho thằng gì kia áp sát. Tiến sát vào đây. Rồi, tiến lên, ra đây, ra đây. Tiến vào đây, rửa nó phát xem nào. Thằng Diều à? Thằng Diều thích chết à? Thằng Diều thích chết à? Ra đây em ơi. Chia làm hai cánh.
dạy cho bọn này một bài học đây. Bọn này cứ chết thật rồi. Bọn diều đấy ạ. Bọn diều đấy ạ. Mày thích áp sát anh không? Thằng này kéo cờ trắng luôn này. Mày không biết xả, mày không biết hung nô à? À đây rồi, đây đây. Không cần, xong một thằng nữa. Yên tâm là kể cả lính speed của nó, các bạn cứ lao thẳng mặt cho mình, không sợ gì cả. Nhất là sau này các bạn có đội gọi là Fist Launcher, đó là ngọn giáo đầu của hung nô ấy, đội xả, đội sốc kỵ mạnh nhất của hung nô ấy. Lao thẳng mặt cho mình, không sợ đâu. Cứ lao thẳng mặt nó cho mình. À, già này. Xem mày đỡ hướng nào. Cứ lao thẳng mặt như thế này này. Cứ lao vào thẳng mặt nó như này, kể cả lính speed, không phải sợ. Không có gì phải xoắn. Chạy luôn, mất tinh thần luôn. Còn thằng tướng nữa gì? Thằng tướng nữa. Giết luôn tướng, không cho nó chạy. Anh em, thịt. Dám đùa với sợ kỹ nguyên hưu lô à? Úi dồi ôi, cầm lửa. Xong. Chưa thấy thông báo tướng nó chết nhỉ? Đây là một trận đánh trong màn đêm. Đây vẫn tất cả các cái đơn vị lính này đều cái đơn vị quân này đều chỉ là những cái đơn vị quân đời đầu của hung nô thôi các bạn nhá, chưa phải là lính xịn đâu. Vâng, kết thúc trận đánh được rồi. Nếu mà là các đơn vị lính xịn ấy thì nó đánh còn khủng khiếp hơn đấy. Với lại nói chung trận này thì mình thao tác tay cũng hơi tồi khi mình kiểm soát một cái đơn vị hơi chậm, nhưng mà nói chung đây là cái đơn vị này thì mình cũng không dùng mấy mà. Còn bình thường thì mình đánh, tôi nói là nếu các bạn đánh thì các bạn quan trọng cũng cứ để cho hai đơn vị, các bạn chia nó thành hai nhánh, đập vào hai cái mặt của nó, đừng bao giờ để tấn công vào mặt trực diện thôi là được. Các binh đoàn hung nô thì không phải sợ bọn nào cả. Các bạn đừng nhìn vào chỉ số, chúng ta vẫn có thể thắng được mà. Rồi. Với vị trí này thì cái thành này nó vừa khôi phục, trong lượt sau mình cướp. Chả thấy quân nó đâu cả. Thôi cắm trại đây đã. Xung quanh của mình toàn đồng minh. What's up? Toàn đồng minh của mình đứng khắp mọi nơi. Nên là mình cũng không ngại lắm, chỉ cần có thể có điều đồng minh nó tiếp viện mà. Qua cái lượt này đã. Để giải quyết cái thằng nổi loạn vớ vẩn kia thì ạ. Đấy các bạn thấy không, có cần gì phải mua nhiều quân lắm đâu, các bạn chỉ cần vài cái đơn vị quân vừa vừa thôi là cũng có thể đánh nhau được rồi mà. À, đế quốc Đông La Mã. Nhưng mà đánh nhau với mấy thằng Đông La Mã này thì chúng ta chắc phải có một đội quân khá mạnh mới ăn được, bởi vì là giáp chúng nó rất dày, nó không mỏng manh yếu ớt như mấy thằng Slaver hay là mấy thằng Dợ đâu, là mình chưa biết thế nào. Gì ám sát vào nhân vật sau thực ra cái mấy cái này ám được thì ám, chả ám được thì thôi. Ôi lại có thêm ông chư hầu vào nữa. Ôi giải quyết nhanh trận này, easy quá. Cướp tiếp tí tiền à. Ông đệ mình ông chắc đấy, xin lượt sau ông sẽ đánh. Bắt làm chư hầu á, nghe chừng là mình cũng không thích lắm. Chẳng được cái gì cả. Bắt làm chư hầu chẳng đi làm gì cả. Cộng 3 grow.
chúng ta đang cần phải phát triển. Đấy, bao giờ Attila đủ khả năng cầm quân mình sẽ cho cầm quân. Rồi, công trình này lên cấp 4 rồi, nó sẽ tăng trưởng cực nhanh luôn. Thanh niên này thích đẻ quân à? Tengri guides my steps. Thanh niên này thích đẻ quân à? Nó có một tháng. Chơi ở độ khó huyền thoại này thì nó cũng có một cái dở là chúng ta không thể xem được cái trận. Nó chúng ta chỉ quan sát ở trên bản đồ chính thức, không thể nhìn được các cái map khác. Nó cũng hơi dở một chút thật, nhưng mà thôi đành phải chịu thôi. Chạy ra đây đã. Mình e là, ôi trên này đất của nhiều thằng lắm. Không biết quân địch nó ở đâu nữa. Thằng đệ này chắc nó sẽ chiếm lại đây. Nếu như ngon ăn thì có thể mình sẽ giúp nó tấn công thằng Alani này. Thì quân đoàn này của mình sẽ phá lốt cái tỉnh này rồi lại xuống giúp thằng này. Còn cái thằng đệ này của mình ở đây thì nó chiến tranh với thằng này. Nhưng nó có cái thành to như thế này mà nó có quân đóng như thế này thì chắc không ăn được nó đâu. Cái thằng đệ này thì hơi yếu. Thằng đệ này thì yếu. Các bộ tộc du mục thì nói chung giờ này là rất thân với mình. Chưa đến mức cần phải là suy yếu này. Mình bị trừ át cảm về văn hóa. Các hiệp ước với Buray. Nhưng mà nói chung mình vẫn cứ tham chiến cùng nó để chống lại các cái nước khác thì nó vẫn thân mình mà. Hoặc là nếu nó cần thì mình cũng có thể mấy thành chư hầu mà thích làm phản mình cũng cho nó leo luôn. Không phải sợ. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Mình chỉ cần các bộ tộc du mục thống nhất với nhau thôi. Những thứ khác có hay không không quan trọng. Mình tạo đạo các bộ tộc du mục. À, ô, ông này ông du mục đến tận đây rồi, chịu thật. Sao đến tận đất của thằng Ostrogoth thì đánh đất của thằng La Mã hơi ác nhỉ? Rồi, chắc nó chiếm cái tỉnh này, giúp nó luôn. Tỉnh này nếu mà mình đánh ấy, thì chúng ta sẽ bị trừ tiền. Chúng ta đánh một lần nữa chúng ta bị trừ tiền, nhưng mà thằng đệ nó đánh thì chúng ta chả mất đồng nào. Đồng thời chúng ta lại còn lên được kinh nghiệm. Hay quá. Hay quá. Mình đang băn khoăn là chưa biết nên giải quyết phương Bắc trước hay phương Nam trước. Giúp thằng đệ giải quyết phương Bắc trước hay phương Nam. Phe phái Rotasani đã bị hủy diệt. Osmania. Mình xem là cái nhiệm vụ cuối cùng của mình nó như thế nào đó. San bằng hoặc cướp phá 25 khu định cư khác nhau, tổng cộng 4. Đánh bại 5 phe phái, đánh bại 40 phe phái, hiện tại có 2 là 2 thằng chư hầu của mình. Ồ thế hơi dở hơi rồi, mình phải tiêu diệt chúng nó chứ không phải để cho chư hầu tiêu diệt. À, đồng minh tiêu diệt rồi. Sĩ khí khi phòng thủ, huấn luyện viên bộ binh cận chiến. Đây. Thằng Alani ở dưới này đúng không? Mười thằng à? Thế thì tớ cũng không sợ cộng lắm đâu. Tao bằng luôn. Con nhân này thì grow chưa mạnh lắm. Cộng 3 grow. Chắc là mình sẽ phải giải quyết cái thanh niên này trước. Hai quân đoàn này sẽ tiến lên.
Nước thuộc của chúng ta cũng khá khá đấy, nên là có thể là mình sẽ phát triển một chút vào cái mình sẽ tiếp nhánh nghiên cứu khoa học để mình nghiên cứu nó nhanh hơn. Đây, sau khi mình nâng cấp hết các cái nhánh về tăng trưởng này rồi thì mình sẽ bắt đầu nghiên cứu sang cái nhánh khoa học, là nhánh này đâu nhỉ? Đây, cho phép tuyển linh mục à? Mình chưa cần linh mục đâu. Con này có 10 quân. Đây này, kẻ thù mới chúng ta ở trên này. Tám lượt nữa mình nghiên cứu được. Thực ra Hung Nô thì các bạn chơi các bạn cứ thấy rồi, nó chỉ là các trận đánh, nó chỉ là đi du mục và ô kìa chạy. Mình không nghĩ này nó lại có đội quân ở tận đây. Mình tưởng đấy không đuổi được à? Tốt rồi, chúng ta phải chạy thôi, không kiểu nữa nó phang cho chết. Vãi mấy anh An Tây. Chúng ta quân của chúng ta hơi mỏng mà lực lượng cũng đang bị thương nữa. Đội xạ kỵ của mình hơi ít, cái quân đoàn này mình có 3 đội xạ kỵ thì cũng không ăn thua lắm. Nói chung là để mà đánh nhau thì chúng ta cần nhiều xạ kỵ hơn. Xạ kỵ thì quá tuyệt vời trong việc gây rối. Còn cận kỵ và sốc kỵ sẽ là những thằng vỗ thẳng mặt quân địch. Như lúc nãy mình chơi đấy, vỗ thẳng mặt luôn. Độ khó huyền thoại thì các bạn đừng có hy vọng vào cái chuyện mà đánh nó dễ được nhá. Đây chẳng qua là mình chơi độ khó cao nhất rồi nên là sinh con ngoài giá thú. Boi tay bọn này rất thích đẻ con hoàng. Ngon thì tiến vào đây. Anh chiều hết. Trại của thằng này rất ổn. Mọi thứ đều ổn. Thôi để dành nhá, để dành grow để tăng vào những cái cần thiết. Tuy nhiên này có một cái nhà lính. Có thể mình sẽ phát triển kỵ binh cho thằng này. Ready for action. Rồi đây, đốt hết nhà của nó cho anh. Ready for more orders. Rồi. Quân đoàn kia đi đằng sau, còn lâu cho nó mới đuổi kịp. Get moving. Đi đằng sau nhưng nó cũng không đuổi được đâu. Rồi. Đây là đất của chư hầu. Ái chà, vác quân xuống để quánh nhau với nó cả. Hổ báo. Mình sẽ cho 3 quân đoàn hợp nhất với nhau này. Thằng AT chứ thì mình không sợ. Quân của nó không có gì. Ai chả. Ông đệ của mình chưa gì rồi đánh nhau. Giải quyết cái khu phương Bắc đã. Anh để anh giải quyết khu phương Bắc đã. Sau đó anh có quân anh mới giúp chúng mày được. Không nô à. Các cổ nhân có cái câu là có thực thì mới vực được đạo. Nó không bao giờ sai luôn thật. Nó đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Các bạn không có đủ lương thực thì bạn làm sao xây được các công trình, làm sao nuôi được quân. Còn cái hiểu theo cái nghĩa đó là thực có nghĩa là thu nhập thì các bạn không có tiền các bạn chả làm được cái việc gì cả. Nói tóm lại nó là như vậy. Cả Anani cũng bị thương rồi.
kỳ hạn làm việc đã hết. Lại tiếp tục bổ nhiệm thôi. Thanh niên này lên cấp à? Thanh niên nhà vua lên cấp. Attila mới được có 2 tuổi. Thanh niên kia lại dám cho quân nữa này. Mình chưa đánh được nó, bởi vì là nếu mình đánh nó bây giờ thì chưa chắc đánh được, bởi vì là có thể có thằng Chư Hầu hoặc đồng minh nào của nó ở đây. Mà mình cứ cho nó di chuyển ở đây đã. Tốc độ tăng trưởng tuyệt vời luôn. Chỉ chờ nghiên cứu khoa học xong là chúng ta nâng cấp cái này, đúng không? Ready for action. Ready for action. Get moving. Warriors all. Trời ơi. Lay siege to their hovels. Không có quân đồn trú à? Không có quân đồn trú à? À. Mày hả bưởi? Kiếm tí tiền đã. Chúng ta phải tăng cái tiền kiếm được từ cướp bóc ấy, để cho nó tăng nhanh xíu xíu xẻng. Không, chúng ta nghèo quá. Chuyển ở đây là tắm trại đó. Thanh niên này cũng vậy, di chuyển ở đây. Khi hai quân đoàn của Hung Nô đứng cạnh nhau thế này thì chả thằng nào dám đánh đâu. Mặc dù là chúng ta chưa full tách đâu, nhưng mà nó cũng không dám đánh đâu mà. 10, đơn vị này 13, 10, đó chúng ta đâu có nhiều quân lắm đâu. Thằng này cũng không dám chạy xuống, thằng này thì... Nền kinh tế của chúng ta cũng ổn, ngoại giao xem nào. What an honor you do us. Come, speak. Đề nghị nó chiến tranh với thằng này. Mà thôi chả cần. Nó mình chiến tranh với mấy thằng đấy thì mình lại không đốt phá được. Trong khi thằng này nó chỉ còn mỗi đâu nhỉ? À, đây nó còn thành đây nữa. Đốt hết lượt luôn. Cái bọn đồng minh của mình nó sẽ giúp mình đi mở bản đồ. Mình đỡ phải cho mấy thằng spy hay là mấy thằng thầy tu đi mở bản đồ. Các bạn thấy không? Chúng ta có đồng minh ra rất lợi thế ở chỗ đó. Nó đi mở bản đồ giúp mình. Nhất là mấy anh du mục thì các bạn biết rồi, nó cứ chạy lung tung khắp map luôn. Nó đi mở bản đồ giúp luôn. Đó là lý do tại sao mình đồng minh với các bộ tộc du mục khác. Shall we hack at each other? Đòi mà hiệp ước hòa bình bắt mình chi một đống tiền này á. Thằng này đúng là biết hổ báo. Chà. Quân đoàn để đánh bại nhiệm vụ được ban hành của Alan à? Đánh thằng Alan thì mình lại có quân đâu mà đánh. Đây là một cái làng nhỏ. Thirsty for battle. For the gods. Cho thanh niên là đốt luôn cái làng này đó. Lay siege to their hovels. Cho thanh niên này đốt cái làng này. Rồi thì chúng ta cũng không cần phải luyện cấp cho các quân đoàn nữa, nó cũng khá cao rồi, nhưng mà không cần phải luyện nhiều quá. Rồi, tăng vào đây.
nhánh này nữa. Phạm vi tấn công sĩ khí khi tấn công bổ sung. Rồi, quân đoàn cấp 4 rồi, cũng khá mạnh. Thế này. Mấy thằng AT lúc nãy dám đuổi mình đúng không? À, sang sông. Sang sông là bị mất lượt đi. Đã hiểu. Sang sông mất lượt đi à? Chúng ta đâu có nghèo lắm đâu mà. Chúng ta đã có một cái nguồn ngân khố khá lớn các bạn thấy không? Nên là mình hoàn toàn không phải lo lắm đâu. Mình bởi vì mình không phát triển quân mà. Nên là khi mình tăng trưởng các cái công trình này lên thì nó sẽ thêm tiền. Không phát triển quân nên là chúng ta có thêm tiền này từ các công trình chăn nuôi đấy. Chúng ta chả mất gì cả. Chứ chúng ta chỉ kiếm được thêm thôi. Tình hình à, quên mất không bổ nhiệm cho mấy tướng lĩnh này rồi. Đấy, bổ nhiệm tiếp nào. Bọn này lên được cấp cao hơn rồi. Rồi, cái bổ nhiệm đó. Chúng quyền lực mọi thứ chúng ta đều ổn. Trung thành. Nói chung cũng ổn. Chẳng vấn đề gì lắm. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Phải đến khi nào Attila xuất trận cơ. Khi nào Attila xuất trận thì mọi thứ nó mới mạnh lên được. Kỳ thật thằng Alan nó kéo xa quân sang đất nhà thằng đệ mình. Nhiệm vụ của mình phải đi tiêu diệt các phe phái khác chứ không để chư hầu đồng minh được. Nếu mình mà để chư hầu hoặc đồng minh nó tiêu diệt thì lại không được tính là tiêu diệt. Thế mới oái oăm. Tiêu diệt 40 phe phái. Gớm thật. Đồng minh của mình sao chả thấy nó ủng hộ chính phủ. Rồi. Kẻ chinh phục vĩ đại kìa. Kẻ chinh phục vĩ đại. Mấy anh Slaver này thì phải cẩn thận. Đừng có đứng sát quá. Chết đấy. Ready for action. Move out. Ready for more orders. Đừng đứng quá gần thành nó có thể tiếp viện được. Mình rất sợ mấy thằng cung tên này luôn. Lý do mình sợ không phải là vì sát thương nó cao, bởi vì nó bắn tên độc. Nó bắn tên độc mình sẽ bị mất quân liên tục, rơi vào trạng thái bị mất quân liên tục. Thầy nó bị cướp phá rồi. Chạy lên đây đốt phát xem nào. Đơn vị này còn 9 quân này. Mua thêm một thằng xạ kỵ nữa. Kỵ binh này giáp rất kém. Rất kém luôn. Bọn này được búp cây kê nhỉ. Bọn này nó được tăng vào những cái chỉ số này, nó được cộng khá nhiều. Cộng với cái này nữa. Là nào nó mạnh lên thế. Bắn rất ghê hồn luôn. Ôi tuyệt phát, nó đã ranh bạc luôn rồi các. Vãi trưởng nhỉ. Có lẽ nên bổ sung quân thật. Kinh tế của mình cũng khá rồi mà. Nên một đội cung nữa.
Này thì 5 rồi. Fight, make your ancestors proud. Mình cũng có chút kinh tế khá khá rồi, mình cũng bổ sung thêm ít quân nữa để cho nó đảm bảo an toàn. Nếu không này nguy cơ chết và hơi. Gì? Tấn công mình trước à? 3-1 à? Nó hơi đông. Lại có cả xe bắn đá. Xe nào? Finding shelter. Đông. Nó hơi đông. Rất là tốt hơn nếu mình đánh tách nó ra. Trận như này cũng hơi khó ăn đấy. Rất là nó lại có xe bắn đá. Fall back. Rồi nó không đuổi được. Journey completed. Nó không đuổi được. Được nhỉ, bọn này khá đông ấy. Như thế này mình quay thành nó lại thì mình ăn được. Một thằng quay thành, một thằng gì đấy. Ai, phải mua thêm mấy anh xạ kỵ nữa thôi. Cái đội xạ kỵ đầy cuối thì ngon thật đấy, nhưng mà cũng đắt lắm. Dùng cái xạ kỵ đầy đầu này ăn được. Quan trọng xạ kỵ nó là đam thôi. Nó chỉ không có, đam nó cũng không hơn nhau là mấy. Xạ kỵ đầy cuối và đầy đầu. Sinh non quài ra thú. Khỉ thật. Suốt ngày đẻ hoa. On our way. Your next command. Sword of my people. Warriors all. Một quân đã. Move out. Fight with us. Thằng này ngọn gió đầu à? Pháp sư của bầu trời. Gần như không có giáp. Bọn này, cái bọn hung đô này gần như nó không có giáp này. Ready for action. Thằng này thêm một đội xạ kỵ nữa thôi. For the gods. Thanh niên này à, tàn phá cái thành này cho anh. Lại có một thanh niên du mục vào đây. Warriors all. Starting out. Nó sẽ tính cho mình là đã tiêu diệt được phe đó chưa nhỉ? Rồi. Chỉ cần chúng ta bắt nó làm chư hầu hoặc là tiêu diệt nó đều được tính. Còn sau đấy nó sống hay chết mình không quan trọng nữa. Ba phe rồi. Tính cho mình được 3 phe rồi. Đây một cái hiệp quốc hòa bình mà bắt mình chi gần này tiền á. Mày ảo tưởng sức mạnh thế. Chắc phải cho 3 quân đoàn của hung đô tiến cùng nhau rồi. Giải quyết lốt mấy thằng Slaver đã. Mấy thằng đồng minh của mình đâu hết nhỉ? Sao đi đánh nhau mấy thằng Slaver nhỉ? Hao tổn do thời tiết xấu. Chiến tranh với phe phái cái gì? Phe Thurarian là cái phe nào? Đây á? Sao mẹ cái mấy cái thằng ngồi lãnh đạo nó bị dở hơi à? Sao nó toàn bắt mình đi chiến tranh với chư hầu với cái thằng tít tịt tịt ở dưới này. Mấy thằng đấy nó có học môn địa lý không nhỉ? À,
đứng trên đất của chư hầu hồi máu vãi trưởng luôn này. Ôi, khá nhiều quân luôn. Tuyệt thật. You have more orders? Cắm trại còn hồi nhanh nữa. Có thể xây thêm một công trình mới. Grow thì mắc ở cái này thì tăng vào cái nhánh này à? Tăng đoàn kết, tăng của cải từ thương mại. Tôi sĩ khí, tăng sĩ khí cho quân đội. Nhưng mà du mục thì có buôn bán được với ai đâu mà thương mại nhỉ? Mà thôi, chúng ta không có nhiều điểm để cộng thế. Mình cần cái này. Tích tiền để nâng cấp cái này đã. Nâng cấp cái này nó sẽ tăng cái móng ngựa lên. Cái này chủ yếu tăng đoàn kết à? Tăng nghiên cứu phe phái này. Tốn 80 lương thực cơ mà. Đến đây quá. Thôi tạm thời nghiên cứu đến đây đã. Sau đó chuyển sang nhánh quân sự để chúng ta nghiên cứu. À, nghiên cứu nốt cái ruộng giết này đã. Ready for action. For the gods. Quar be praised. How can I help? Cắm trại một lượt nữa cho anh. Chờ thằng này sao cùng nữa. 4 đội xạ kỵ. 4 đội. Rồi. Không dễ gì mà ăn được hung nô đâu. Không dễ gì mà ăn được hung nô đâu. Giải quyết mấy thằng Slaver này đã, sau đó mới xuống giải quyết bọn dưới kia được. Đúng rồi nhỉ, lần đầu tiên mình cướp, lần thứ hai mình sẽ bắt làm chư hầu là để nó tính cho mình là đã chinh phục thành công cái phe phái đó. Chứ mình cũng có cần phải diệt nó đâu, đúng không? Kể cả sau nó phản chắc thì nó vẫn tính cho mình là đã hoàn thành rồi. Cứ rút kinh nghiệm để chơi cái bản là chiến dịch quân đông ly khai. Đông chắc là bị tiêu diệt. Sword of my people. Is there nothing else? 6 grow à? Cái này chỉ cần có 3. Tăng tốc độ di chuyển cho kỵ binh này. Đồng thời tăng lương thực luôn. Thằng này rất nhiều lương thực. Mãi trưởng. Thirsty for battle. Cứ bình tĩnh. Your next command. Rồi chúng ta sẽ ăn được nó. Come, sit, share. Mình nghĩ là muốn công thành thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải có xe bắn đá. Is there nothing else? Tất nhiên này cần phải xây dựng một công trình đây. Công trình nghiên cứu khoa học ở đây. Mũi tên độc. For the tribe. Thirsty for battle. Nhìn chính trị của mình quá ổn định luôn. Thanh niên này chết à? Già quá chết à? May vẫn còn thằng con dê à, con dâu đây. 22 tuổi mà đã chết, 23 tuổi đã chết, chết vì làm sao nhỉ? Cầm quân thì không cầm, vẫn chết. Phải oánh bằng được cái thành này của nó.
Ngon. Nó vẫn quyết ăn mình à? Lần này quân nó đông thế. Fall back. Making camp. Quyết ăn mình. Nó cũng không vượt sông sang được. Căng nhỉ, ba quân đoàn thì mình hơi khó ăn. Ăn được thì cũng thiệt hại rất nặng. Thực ra mình cũng không phải là mình không quá tự, không tự tin, không dám đánh được đâu, nhưng mà đánh được thì rất mạo hiểm. Nó ở bên kia sông. Trận này mà thắng thì ăn được cả hoàng, nhà vua và thái tử của nó à? Mình phải nghiên cứu đã. Có thể mình sẽ cho ba quân đoàn cạnh nhau đuổi, nếu mà nó chạy tách ra phát thì mình diệt từ thằng luôn. Đánh solo từ thằng mình ăn được. Kiểu quân nó đông hơn mình ăn được. Để mà solo mà nói thì mình không sợ. Come, sit, share my fire. Sword of my people. For the tribe. Cấp 5, nâng cấp rồi. Thirsty for battle. Xem nó chạy không? Nếu nó chạy thì tốt. À, mày hà bưởi. Mày chạy rồi, mày chết. Gods be praised. Excitement. Warriors all. Thirsty for battle. Nó chạy rồi, tốt rồi. Ăn được, trận này ăn được. Nó chạy rồi. Rồi. Giết từng thằng cho anh. We cannot. Come, sit, share my fire. Rồi. Mình là con người lịch sự, mình sẽ đấu tay đôi với bọn này luôn. Gods be praised. Excitement. Đây là có quân phòng thủ ở làng. Khá nhiều quân. Thirsty for battle. Lay siege to their hovels. Mày chết. For the gods. Quân đoàn dưới của nó cũng đông phết nhỉ. À từ, không cắm trại đây được. Mà em chết đấy. Còn hai thằng còn lại nữa. Giải quyết thằng này trước đã. Chờ hai thằng kia đến tính sau. Trận này thì easy, không sợ. Rất là đúng đắn khi mình quyết định tuyển thêm vài đơn vị xạ kỵ nữa. Lực lượng của mình sẽ mạnh lên khá nhiều. Rồi. Thirsty for battle. Mình chưa hồi được quân đấy. Đó là vấn đề. Besieging settlement. Cướp bóc luôn. Kiếm đi tiền. Hai con đoàn kia của nó. Ai ôi, khá nhiều tiền. Chúng ta học mắc vào, gần như mắc vào cướp bóc rồi mà. Không quá, không cắm trại được à? Hết quãng đường di chuyển để có thể cắm trại, khá nguy hiểm nhỉ? Vào đây. Quá mạnh luôn, quân của ta quá mạnh luôn. Không thằng nào cắm trại được à? Cũng căng căng đấy, không cắm trại được cũng căng phết đấy. Đàn bò. Lên lương thực đã, chúng ta chưa có nhiều lương thực. Thằng này. Tốt rồi, tách được hai thằng ra, mình sẽ giải quyết bọn này. Cắm trại đã. Trước tiên là cắm trại để hồi quân. Hai quân đoàn của nó đang bị tách rời. Thì chúng ta ăn được rồi.
các bạn chú ý, các bạn chú ý nhé, khi các bạn chơi thì các bạn phải lúc nào cũng phải nhớ là ưu tiên phát triển lương thực trước. Còn các cái công trình mà trừ lương thực các bạn phát triển sau. Nếu không là chúng ta sẽ bị quân sẽ bị chết đói đấy. Lúc nào cũng vậy, bất kể các bạn chơi theo chiến dịch của phe nào cũng thế. Will you send your famous generals against these people who blight our... Để mình cứ suốt ngày gây chiến lung tung thế nhỉ? Cũng được, dù sao anh thích đánh nhau mà. Đằng nào mình cũng phải đi tàn phá toàn bộ thế giới. Quý tộc sinh con. For the tribe. Thanh niên này ít bị thương nhất. Come, sit, share my fire. Đấy. Laying siege to their hovels. Lượt này cướp đã, để họ cắm chạy đã, không kiểu bị mất quân. Ồ, cướp mất hơn 1000 cơ. Mà nó phải chịu mà. Để hồi quân đã. Ready for action. Cắm trại, lượt sau mình sẽ đốt luôn cái thành này. Share my fire. Hồi quân đã nào. Đây rồi, nâng cấp cái này lên đã. God be praised. How can I help? Đây. Cái này chứ nhỉ? Đúng rồi. Công trình này. Ready for battle. Còn thanh niên nào chưa cắm trại không? For the tribe. Cắm hết rồi. Lương thực. Come, sit, share my fire. Đàn dê. Là cái này à? Cứu vào đây à? Kẻ buôn rượu. Tăng trưởng cộng du mục. Ơ cái này hay mà. Cộng cái này trước đi. Tăng cộng 1 du mục tăng trưởng này. Sản xuất nỉ. Người chăn thả gia súc. Cái này tất à? Cái này sợ đàn cừu. Có rồi. Được. Mình cứu lương thực lên đây đã. Chúng ta còn có 95 lương thực. Không có nhiều lắm. Thằng Alan. Oh. Một hiệp ước hòa bình. Và chi cho mình feud. We offer peace today. Mình nghĩ là 1000 nó hơi thấp. Mình nghĩ là phải 2000 đấy. Vẫn được à? Cứ đòi tiền tí này, chúng ta lại có được một cái đề nghị của thằng chư hầu hoặc là thằng ôi 3000 vẫn được. Một nghề, một cách làm ăn khá là hiệu quả. 4000. Ô. Hay quá. Kiếm được 4000. Quái quỷ nhỉ. Ồ, đông La Mã đánh nhau tận đây. Mấy thằng đồng minh của mình đánh nhau tận đây. Mấy anh hung nô khác có vẻ tiến hơi nhanh đấy. Tham chiến. Thằng này nó đề nghị tham chiến chống lại. Đòi nó tí tiền nhỉ? Tội gì? Bây giờ nó đến lúc chúng ta mạnh rồi và chúng ta sẽ bắt kẻ khác phải lạp tiền để chúng ta... Ôi giời, 1000 vẫn được. 2000, rồi ôi, kiếm tiền. 1000 dễ vậy. I wonder why you stand aside from this war. Nhất phải 1000. You must fight. Hai đi. Rồi. We will make your homes a wasteland,
despoil your women, enslave your children, and desecrate your ancestors. Một cái thằng Slaver, một thằng này nó lại dám theo chủ nghĩa truyền thống, kẻ xâm lược không khoan dung tôn giáo, dám chiến tranh mình này. Hai thằng đồng minh của mình nó bỏ, hai thằng đệ mình nó sợ quá chạy. Rồi không cần. Thằng này bị điên à? Mình chỉ cần được tính, mình cũng chả cần đồng minh nhiều. Thằng này nó bị điên mẹ rồi, nó dám tấn công mình. Số lượng tiến bộ người dân sự đồng hóa cưỡng bức. Đây, phát triển đây đã để có lương thực đã. Thanh niên này mà quyết định cắm quân vào đây rồi à? Chúng ta lại phải chết rồi. Khổ ăn cơ. Khó nhỉ. Nó là lính ném lao. May quá, hình như nó không có. Công thành này thì nó thủ ở trong thành cũng dở hơi phết đấy. Mình lại chưa có xe bắn đá. Thanh niên này là thanh niên duy nhất có thể phát triển xe bắn đá. Vây nó lại. Nó còn một quân đoàn nữa, chạy đâu đấy. Vây cho bọn này đến chết xong rồi mình cướp luôn được. Gì đâu. Giải quyết nó thằng dân tê trên này. Ba lượt nữa là chết đói. None will escape. Đây à? Còn quân đoàn ở đây à? For the tribe. Ready for battle. Quar be praised. How can I help? Ừ, lương thực lắm, 400 à? Bây giờ mình còn có 400 một lượt à? À. Nhập từ cướp bóc. Cái này chỉ mất một lượt để nâng cấp thôi. What? Mấy cái này có tốn cái gì để phát triển đâu. Chỉ tiền thôi này. Tăng khá mạnh đấy chứ nhở. Tăng thuế suất này. Cứ mấy cái này cũng được nhở. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.